Đây, đây hôm Lê Thọ Quân nha. Ừ, hôm nay thì hôm trước là cha trao tiền cho con ở nhà trường, đúng không? Con nhớ không? Rồi đưa tiền cho bà chưa? Đưa rồi tiền cho bà rồi, để bà lo tiền học của con nhé. Rồi gọi là hôm nay thì cha lại đưa áo ấm của đến cho con nhé. Đấy, hôm trước là tiền tiền học bóng của con là tiền của chị Bích Ngọc Trương nhé. Chị Bích Ngọc Trương đã tặng học bóng cho con hôm trước, người ta trao học bóng cho con ở trường học. Hôm nay thì cho đưa áo. Cô giáo điện ra. Rồi. Bà nhận tiền rồi. Vâng, con khóa lại đi, con tự khóa lại đi. Con nữa này. Mùa đông đến rồi cho nên là phải qua áo ấm rồi con đi học nhé. Quần đây nha. Ô, cả quần rồi chưa trời. Cả quần nữa đây này. Không có mặc cả bộ quần áo rồi. Đây, con đội mũ đây. Mũ đấy, đi học ấm nha. Đội mũ đây. Mũ nào đây? Đây này. Cái kia đội vào cổ trước. Đấy, mùa đông là ấm áp mát. Cái này bỏ vào cổ. Vào thôi được rồi. Tượng trưng vậy thôi. Nha, đây còn quần dài nhá. Quần thì mặc sau đi. Rồi rồi bỏ đây nha, rồi chúng con mặc cái này. Trời ơi, nhiều chưa? Rồi hôm nay con có vui không? Có. Ừ. Con vui. Rồi bây giờ con cảm ơn đi. Cảm ơn cô ạ. Các cô, các chú. Các cha, các sơ nhá. Con cảm ơn cô. Nhất là cô Bích Ngọc Trương nhé. Cô Bích Ngọc Trương là người mà đã hỗ trợ tiền học bóng cho con nhé. Rồi đây là xin cảm ơn tất cả các cô các chú trong hội hạt giống xanh đã hỗ trợ cho con cái học bổng cũng như là cái quần áo ấm để chuẩn bị cho con bước vào mùa đông nhé. Cô Bích Ngọc Trương. Rồi bây giờ bà thay cháu cảm ơn đôi lời. Thôi gia đình thì bà thay mặt cháu thì cảm ơn các cô. Thì là cho cháu thì là thôi thì không có cái lời gì thì xin cảm ơn sự quan tâm của các cô đối với cháu để cho cháu được đỡ được đi học. Rồi. Rồi chúc cho hai bà cháu được khỏe mạnh nhá, bình an. Khỏe mạnh, nhất là cho cháu được học giỏi nhá. Cháu ngoan. Cháu ngoan học giỏi để rồi phụ lòng tốt của cô Bích Ngọc Trương cũng như các cá nhân của hội hạt giống xanh. Các kỹ công của các cô các chú giúp đỡ cháu thì cháu phải cố gắng. Ngoan giỏi. Còn đây là cha với lại hai sơ nhá. Con cảm ơn cha với cảm ơn hai sơ. Cháu cảm ơn hai sơ và rồi nhá, cháu học giỏi nhá. Rồi nha, chúc em lời bà nha. Rồi, thế lòng cảm ơn cô Bích Ngọc Trương cũng như là các cá nhân của hội hạt giống xanh đã hỗ trợ học bổng cũng như là áo quần áo cho các cháu. Xin thế lòng cảm ơn. Thôi có sự đồng hành của chị Tiếp và bên phó
Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi, bảo vệ quyền trẻ em của tỉnh Thanh Hóa. Và kính thưa các thầy hiệu trưởng, các anh thầy phó cô giáo với anh MC, thì hôm trước thì cũng đoàn cũng có đến thăm gia đình của cháu Lê Phạm Quân, thì thấy được cái hoàn cảnh của cháu mồ côi, thiếu thì đi kiểm tra thì nghe không có gì để đáp lại được, thì cũng rất là thương cháu Quân, cho nên là bên tài tác Thanh Hóa cũng đã kêu gọi các anh nhân để giúp đỡ cho cháu Quân có được di chúc để cháu tiếp tục cái con đường học tập của mình. Thì ngày hôm nay thì bên cài tác Thanh Hóa đã nhận được sự hỗ trợ của chị Bích Ngọc Trương qua hội hạt giống xanh hỗ trợ cho cháu Quân đó là 4.300.000 đồng. Đây là số tiền của cô Bích Ngọc Trương đã giúp đỡ cho cháu Quân, cho nên là chúng tôi ngày nay để trao cái số tiền này cháu. Cảm ơn thầy hiệu trưởng, các thầy phó, các cô giáo, nhất là cô chủ nhiệm đã đồng hành cùng với cháu Quân để giúp cho cháu được thăng tiến hơn trên con đường học tập, đặc biệt là luôn luôn dành cho cháu có được những cái tình cảm, cái sự nâng đỡ rất là tình giúp cháu tiếp tục con đường học tập của mình. Và đấy là đây là số tiền mà cô Bích Ngọc Trương trao cho con nhé. Bây giờ con đứng lên nhé. Con đứng lên. Đây là số tiền của cô Bích Ngọc Trương nhé. Rồi bây giờ con nói vài lời, con đọc cái thư này cho cô Trương cô nghe nhé. Được rồi, thì về gửi thư cho cô sau nhé. Bây giờ con nói là cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi, để giúp đỡ cháu. Bây giờ thì cháu hứa làm sao với cô? Cháu hứa sẽ học giỏi nhé, để cho thành người tốt, để cho cô làm của cô nhé. Cho các thầy các cô, các anh các chị luôn được nhiều sức khỏe, nhiều
cái thương yêu dành cho các em, tương thế ở tương lai thì chúng ta sẽ khác với nhau để chúng ta giúp đỡ cho các em nhé. Một lần nữa xin hết lòng cảm ơn cô Trương, chị Bích Ngọc và các anh chị em trong nhóm Hạt Giống Xanh đã đồng hành cùng với Caritas Xanh Hóa để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, và cụ thể đó là em Lê Phong Quân. Đây, xin cảm ơn và xin cảm xúc cho mọi người được gặp cảm mạnh với nhau. Cháu xin được giới thiệu với bà nhá. Dạ. Đây là linh mục Nguyễn Văn Thường, là giám đốc Caritas của giáo phận Công giáo Thanh Hóa. Dạ. Đây là anh Nguyễn Đình Thông, là chủ tịch hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi của huyện Đông Sơn. Vâng. Bác và biết rồi. À, biết rồi nha các em. Chị Oanh ngồi bên cạnh bác. Vâng, phó chủ tịch hội bảo trợ người khuyết tật Đông Sơn. Vâng, chị Hà này và chị Hương là hai chị là hai sơ của Caritas. Vâng. Cái chỗ Trang Thường. Đấy. Vâng, hai hai thanh niên đây là cán bộ của xã. Vâng, quá nhiều xã rồi. Còn cháu là chị Thị Tiếp, là phó chủ tịch hội bảo trợ người khuyết tật của tỉnh. Vâng. Đấy. Hôm nay thì cũng là nhân duyên thì được anh Thông với chị Oanh là giới thiệu hoàn cảnh của cháu Quân ở đây. Vâng. À, thế thì anh chị em ở dưới tỉnh thì đại diện là các cha thường đốc Caritas với hai sơ, đấy, cùng với huyện với xã về đây thăm hai bà cháu, thế cũng là lần đầu tiên về thăm hai bà cháu, thấy là hai bà cháu chăm nhau rất là tốt, nhà cửa thì rất là sạch sẽ gọn gàng. Thì sau đây thì cha thường thì có ý kiến trò chuyện với bà với cháu tí. Cảm ơn chị Tiếp, như bà nghe chị Tiếp giới thiệu đó thì tôi là linh mục Nguyễn Văn Thường với lại hai sơ đó là bên ban bác ái của tòa giám mục Thanh Hóa, vâng, nhà thờ đạo đó, vâng, với tòa giám mục Thanh Hóa. Thì hôm nay qua sự kết nối của Tiếp ở bên tỉnh hội cũng với anh Thông, chị Thành, Nguyễn Hội, vâng, các anh các chị ở đây ở xã đó thì giới thiệu đến đây để thăm cháu thì thực sự cũng rất là thương. Các cô hoàn cảnh, nhất là các cái cháu mồ côi, bởi vì người ta nói còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đòn đất dây đó. Con người ta sống, nhất là các em nhỏ lớn lên thì cần có cái sự hiền duyên, bao bọc, bảo ban dạy bảo của cả cha cả mẹ, nhưng mà cháu Quân ở đây thì vậy thiếu thốn cái tình cha tình mẹ, cháu mồ côi cả cha cả mẹ, cho nên là không gì có thể bù đắp lại được cái tình cảm mà cha mẹ dành cho con mà cháu phải chịu thiệt thòi như vậy. Thì cho nên là hôm nay lên Caritas Thanh Hóa cũng về đây để rồi thăm cháu Quân, rồi động viên tinh thần cho cháu cũng như là cho bà, để rồi giúp cho cháu có những động lực để cháu được học. Vâng, tôi gia đình thì cũng thay mặt cháu thì là xin cảm ơn các anh các chị cả các trong toàn thể với nên thì để có lòng đến đây với bà cháu. Như lúc nãy bà nói đó, cảm ơn. Vâng, như lúc nãy bà nói đó, tức là ông vừa mất xong đó. Ông vâng, ông mất xong được 5 năm thay nhà xong thì lại đến con dâu với con trai, rất là một lỉnh là phải chào đón người cháu từ lúc 4 ngày đến chiều. Nhưng mà con dâu với con trai mất là khi cháu Quân còn mới vừa đẻ ra cái thì được 4 ngày thì mẹ mất luôn. Ồ, dù có 4 ngày. Vâng, 4 ngày. Mẹ mất 2012 ạ, còn bố mất 2017 ạ. Bố thì là mấy năm thì mẹ lo xong, thay nhà cũng lo xong. Thì là đến bố là đi làm thì là cũng bị tai nạn rồi. Tai nạn bất luôn. Tai nạn cho nên là tai nạn cho nên là tai nạn, nhưng mà lại cũng không là mình tự nữ cho bị ngã và ngã, cho nên là cũng dốc hết sức để mà lo cho các cháu. Thì cháu Quân cháu đi học, cháu học được không? Quân cháu nói đi. Cháu cũng học. Cháu học trung bình. Trung bình. Cháu nói đi.
Rồi bây giờ Quân nha, đứng giữa này với chồng trẻ này nhá. Chào con quà của Quân nhá. Rồi, có cái đây, có cái túi đây này. Đây là quà của cô Tiếp đây này nhá. Cô Tiếp là tháp bốn trăm thu rồi nhá. Cô Tiếp là có bánh, có bánh ngọc lan đây nhá. Con xin ông ạ. Đấy, đó là quà của cô Tiếp nhá. Rồi Quân có ăn được mì gói không nha? Mì gói đây là bà làm mì gói buổi sáng cho con ăn nhá. À, vâng ạ. Đây là mì gói. Thì cũng nhiều quà đó. Đây là thời nhà bà sửa cho con ở đây. Nhà bà đây cũng chắc là bà cũng nuôi gà đúng không? Thì cũng là bà làm thịt con gà và lấy lòng và nấu nhến cho cháu nhá. Có một canh là có chính luôn nước mắm ở trong đây. Rồi, được cái quan trọng là cái này đây này. Thì đây là chắc có 2 triệu đồng cho cháu Quân nhá. Cái số tiền này nó đặc biệt lắm. Nó đặc biệt là bởi vì đây là cái số tiền mà của một bạn chắc tuổi cũng bằng bạn Quân ở đây. Đây là cái số tiền mà sinh nhật của bạn á. Thì bạn với dành giúp ra, không mua cái gì, không thiếu gì cho mình hết. Bạn đưa cho mẹ rồi, mẹ gửi cái tiền này cho cha để giúp cho những em có hoàn cảnh khó khăn ở bên Việt Nam. Đấy là con của chị Nhi Hờ Đốc nhé. Bé Kha Đình Nhi Hờ Đốc á, ở bên Hồng Mỹ là giúp cho con nhé. Vâng ạ, cảm ơn ông Hà đi nhé. Rồi cảm ơn bé của con của Nhi Hờ Đốc nhé. Chào quên mất tên bé rồi nhưng mà Kha Đình đó. Cảm ơn mẹ đi nhé. Cảm ơn Nhi. Cảm ơn mẹ đặt đi. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.